Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phạm Thành Luân. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau tập luyện các khúc tình yêu. Ở bài này chúng ta sẽ tập ở gam mi thứ thấp hơn nửa cung so với Phan Duy Anh. Bạn ấy hát trên kênh YouTube, các bạn có thể nghe và sau đó quay trở lại tập với cùng mình nhé. Mình có làm rất nhiều các video hướng dẫn chi tiết các ca khúc khác với danh sách phát là tập luyện, tập hát chi tiết các ca khúc mới. Các bạn có thể tìm ở link phía dưới, chúng ta có thể tập với nhau nhiều hơn nhé. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Mình sẽ hát mẫu một vài câu. Các bạn cũng bảo là mình sao hát cả bài, thực tế là nếu mà mình hát cả bài thì nó sẽ hay bị nhắc bản quyền, nên các bạn hết sức thông cảm với mình nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu này. Có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu? Có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau? Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu? Có đắng cay nào bằng em vội vàng quá mau? Rồi chúng ta sẽ đi chi tiết nha. Nào, có ký ức nào thẳng thôi, có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta, đẹp hơn, luyến chữ hơn, đẹp hơn ngày đôi ta, đôi luyến lên nào, đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu, bắt luyến lên, luyến lên và đổi xuống, bắt đầu nhá. Có à, chữ có ta luyến này, có ký ức nào à, sau chữ ức chúng ta lấy hơi, à chữ nào chúng ta lấy hơi, có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu. Bắt thì nó sẽ kết thúc ở chữ T. Bắt, bắt đầu. Đầu thì chúng ta hơi tròn môi một chút nha, một chút thôi. Không thì chúng ta lại phải trổ môi quá, phải tròn môi quá các bạn nhá. Làm lại. Có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu? Ở đây có một cái mẹo nhỏ. Khi mà ta hát đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu thì các bạn thấy nó cảm giác như nó ngập ngừng lại, nhưng thực tế nó chỉ là ngắt âm thanh trong một cái khoảnh khắc thôi, chứ nó không phải là ngắt hơi thở các bạn nhé. Đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu, chứ không phải là đẹp hơn ngày đôi ta, không phải như vậy các bạn nha. Mình làm lại lần nữa. Có ký ức nào lấy hơi, đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu luôn. Có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau? Có đớn, đớn này, đớn luyến lên và đóng chữ N. Có đớn đau nào nặng hơn, hơn luyến lên, nặng hơn ngày mình, nặng hơn ngày, ngày thật nhanh, nặng hơn ngày mình xa nhau. Chữ xa nhau nó giống như câu bắt đầu ấy, nó là một hơi liền mạch các bạn nha. Có đớn đau nào hơi nặng hơn ngày mình xa nhau? Xa chúng ta luyến lên, nhau chúng ta ngân dài nha. Xa nhau hơi nào? Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu? Tương tự, có đôi mắt nào lấy hơi buồn hơn, hơn luyến lên, bờ mi em, bờ mi em, luyến chữ mi, bờ mi em tuôn sầu, tuôn luyến lên, tuôn sầu nha. Có đôi mắt nào nhỏ thôi buồn hơn bờ mi em tuôn sầu? Hát nhỏ nhưng rõ âm lượng các bạn nha, rõ từ ấy, rõ từ ấy, chứ không phải là âm lượng lớn, âm lượng nhỏ các bạn nha. Tiếp nào. Có đắng cay nào, đắng luyến lên, có đắng cay nào hơi bằng em vội vàng quá mau? Kiểu là một cái sự buồn bã mà, nên là chúng ta hát nó liền mạch với hơi thở, những cái âm lượng chúng ta điều tiết lại một chút. Có đắng, đắng luyến lên và đóng chữ ngờ. Có đắng cay nào bằng em, em luyến lên, bằng em vội vàng, vội hơi lấy và đổ xuống, bằng em vội vàng quá mau, qua luyến lên, quá mau. Rồi mình làm lại hai câu từ có đôi mắt các bạn đi cùng nha. Nào,
có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu, có đắng cay nào bằng em bôi vàng quá màu. Rồi chỗ này thì mình đẩy cái âm lượng lên lực chắc hơn nha, cái gọi là cái tinh thần cũng khác một chút. Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Chỗ này chúng ta sử dụng một hơi luôn. Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Các bạn nhé, người đàn ông đang đi, đi luôn lên, đang đi bên em là người như thế thế nào, thế nào, nhưng mà thật nhanh. Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Còn nếu các bạn hát mà nó thấy dài quá thì các bạn có thể ngắt hơi sau chữ bên em. Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Ơi, sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Vẫn là âm lượng nhỏ. Còn nếu mà các bạn có thể thoải mái hơn thì chúng ta dùng cái âm lượng lớn hơn. Sợ người ta không yêu, luyến chữ yêu lên. Anh biết, biết luyến lên. Phải làm sao? Sao không ta luyến lên nhá. Sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Mỏng thôi. Còn nếu mà to nó sẽ như này. Sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Đấy thì dùng âm lượng lớn như vậy các bạn nha. Các bạn cân đối chọn một trong hai. Nhưng mà cách thứ hai to thì bao giờ cũng dễ hơn là cách nhỏ. Tại vì nhỏ thì âm lượng nhỏ nhưng cái lực và cái nốt nó cao nên nó khó hơn rất nhiều. Rồi. Đó, vừa rồi thì chúng ta đã tập xong cái đoạn đầu tiên rồi. Bây giờ mình sẽ đệm lại từ đầu cho các bạn hát theo nhá. Nhưng mà mình sẽ hát chim mồi thỉnh thoảng một hai câu thôi. Nào. Vào luôn này, 2, 1. Có ký ức nào có một cái mẹo là gì? Hát to, à quên, hát mạnh nhưng không được hát to, hát mạnh hát cao nhưng không được hát to, nhưng thực tế nó vẫn to thôi, nhưng mình ghi nhớ như vậy để mình có được cái cảm giác co kéo giống như cái lò xo ấy, thì nó có một cái âm lượng nghe nó sẽ vừa phải hơn. Chứ còn nếu mà các bạn hát, đương nhiên là chúng ta hát cao thì chúng ta rất dễ bị to, mà to lên thì cái hơi ra quá nhiều, âm lượng quá lớn và đôi khi nó sẽ bị giống như chúng ta đang hét lên ấy. Hét lên thì cái cổ chúng ta sẽ dễ bị đau, mà nghe rất khó chịu, bản thân mình mất sức, người nghe cũng sẽ khó chịu nha. Nên chúng ta phải kìm lại để làm sao giảm cái âm lượng đi vừa phải thôi, khoảng 60% thôi nha. Và đây là nốt son 4 thì các bạn cần phải chuẩn bị một làn hơi thật chắc. Làn hơi chắc chứ không có nghĩa là phải thật nhiều hơi các bạn nhé. Và thứ hai đó là chúng ta chỉ cần rắn cái cơ bụng lại, hít vào, nó nhích một chút thôi, nhưng nó gồng lại, sau đó gồng lại thì xẹp lại, đi theo câu hát để đẩy cái làn hơi đấy ra ngoài. Cái dây thanh chúng ta cũng siết lại để có một cái âm lượng vừa phải các bạn nha. Đây. Anh biết phải làm. À đẹp khúc. Nếu một ngày. Nhưng mà nói nếu một ngày. Đấy nó giống như đang hét, chúng ta kìm lại. Nếu một ngày vừa phải thôi thì mình dễ chịu, người nghe cũng dễ chịu các bạn nha. Nếu chúng ta luyến lên. Nếu một. Một thì chúng ta đổ xuống. Một ngày. Người em yêu bồi. Bồi thì chúng ta hơi lái và đổi xuống. Nếu một ngày người em yêu
nhau bồi bạc, bồi bồi bạc. Nha, mình làm lại. Nếu một ngày người em yêu bồi bạc, thì trong một câu hát thì nếu một ngày là to mạnh, thì cái mà người em yêu bồi bạc chúng ta phải giảm hẳn âm lượng đi để tạo ra được cái sự tương phản như này. Nếu một ngày người em yêu bồi bạc, kiểu như vậy nha, nhưng các bạn phải cân đối nha. Nếu một ngày người em yêu bồi bạc, em đừng cần những thứ cao sang, em đừng cần nha. Nếu này, nếu một ngày, nếu thì hơi tròn môi, nếu, nhưng mà không cần chu quá nhiều các bạn nha. Nếu một ngày, ngày mở ngang, người em yêu bồi bồi bạc bạc, mình không cười mà mình mở ngang giống cười nhưng mà mặt đau khổ, cái ánh mắt nó sẽ thể hiện được cái sự đau khổ ấy, chứ không phải là cứ nhe răng là các bạn bảo đấy là cười các bạn nhá. Cười trong sự đau khổ ấy, kiểu như vậy. Mình nói hơi nhiều nhưng mà thực tế là muốn giúp các bạn là có được một cái tâm lý cũng như là một cái mẹo, những cái mẹo nhỏ để chúng ta có thể đi bài nó dễ hơn, tập bài nó dễ hơn các bạn nhá. Nào, nếu này, 1, 2, 3. Nếu một ngày người em yêu bồi bạc, em đừng cần những thứ cao sang, em đừng cần luyến lên những thứ, thứ luyến lên cao, cao thì đổ xuống cao sang. Câu tiếp theo như vậy. Nếu một ngày họ ra đi bồi bạc, tương tự câu đầu tiên. Nếu một ngày họ ra đuổi họ ra đi vội vội, lấy đổ xuống và giảm lượng vội vàng. Nha. Anh vẫn chờ, anh vẫn chờ em dẫu dẫu thì chúng ta hơi tròn môi làm tí. Anh vẫn chờ em dẫu muôn mang, mang mở ngang và ép lại, mở ngang và cuối cùng của cái từ mang đấy chúng ta mới đóng chữ ngờ nhá. À. Anh vẫn chờ em dẫu muôn mang. Ngắt lại. Nào, cả hai câu này. Câu thứ ba các bạn nhé. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dẫu muôn mang. Nếu ta luyến lên, nếu sau, xong ta đổi xuống. Này, họ ra đi, ra luyến lên, vội vội đổ xuống nha. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dẫu muôn mang. Anh vẫn chờ, chờ chúng ta hơi luyến lên một tí, dẫu chúng ta luyến lên. Em dẫu ta hơi tròn môi. Em dẫu muôn, muộn thì chúng ta luyến xuống. Muôn mang, mà chúng ta lại luyến lên các bạn nha. Anh vẫn chờ em dẫu muôn mang. Ok, xong rồi lấy hơi chúng ta đi tiếp câu tiếp theo này. Chữ biết này, chữ khó này. Biết em thương, chúng ta đẩy hết cái mép lên, nhìn nó thật đau khổ vào nha. Nhưng mà khi mình đẩy lên thì cái vị trí nó sẽ tốt hơn để chúng ta thoát được cái âm thanh ra. Biết em thương người ấy đã dần nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu nha. Nào, biết này, biết chúng ta luyến lên. Em, biết em, em đã đổ xuống. Biết em thương người ấy thì luyến lên. Người ấy đã dần, rất chúng ta cũng hơi đổ xuống dần nhiều nha. Anh hỏi lòng anh có, có thì chúng ta luyến lên. Anh hỏi lòng anh có bao, bao thì chúng ta bao nhiêu, luyến và đổ xuống các bạn nha. Làm lại hai câu này này. Nào, 2, 1. Biết em thương người ấy đã dần nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Rồi, nhiêu chúng ta tròn môi và ngân dung ở cuối cùng. Nào, hai câu cuối cùng các bạn nhé. Anh hỏi lòng anh có bao nhiêu, trái tim em giờ đã quen nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Chữ trái thì chúng ta mở chữ A ta, sau đó chúng ta đóng chữ Y nhá. Trái tim em giờ đã quen nuông chiều, xin đừng quên. À, trái đưa lên này, trái tim thường như là các cái motif nó giống nhau thôi. Trái
giờ đã quen luồng luồng chiều luồng chiều. Xin đừng quên quên ta luyện lên, xin đừng quên ta đã từng yêu. Yêu thì ta nén nó lại và cuối cùng khép về chữ U các bạn nhá. Nào, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu, trái tim em giờ đã quen luồng chiều. Xin đừng quên ta đã từng yêu. Ngắt và kết là chữ U các bạn nhá. Cái bài này thì nó khó một cái là nếu chúng ta hát một hoặc hai nốt son nó sẽ dễ, nhưng mà liên tục là các nốt son nên là nó gọi là bị treo, là hát những nốt cao và nó lặp lại liên tục, nó sẽ khó khăn cho người hát rất nhiều, nên là các bạn cần phải có một cái thể lực tốt và làn hơi thật tốt để chúng ta có thể hát được chủ động bài này nhá. Và mình nghĩ là bài này thì chúng ta nên hát ở tông này, mi thứ thì sẽ dễ chịu hơn, còn pha thứ thì lên son thăng thì nó sẽ khá là cao. Cũng có nhiều bạn hát được thôi, nhưng mà nó không phải là thuận lợi lắm so với cả đa số mọi người. Rồi sau đây mình sẽ đệm lại cái điệp khúc xong các bạn có thể tập theo nhé. Sợ người ta không yêu thương em. Rồi hai ba luôn. Rồi thì chúng ta đã cùng với nhau tập luyện xong ca khúc Tình Yêu. Đây là một ca khúc khá là khó nên các bạn có thể chia nhỏ, tua chậm lại các cái đoạn mình hướng dẫn để chúng ta có thể tập từng bước một hát tốt hơn ca khúc này nhé. Và trước khi video kết thúc thì các bạn đừng quên cho mình xin những lượt đăng ký, những lượt chia sẻ và hãy comment những ca khúc yêu thích ở phía dưới, chúng ta sẽ tập với nhau nhiều hơn trong thời gian tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.